Về già dựa vào ai khi bạn đời khuất núi? Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, sinh lão bệnh tử là quy luật bất biến của tạo hóa mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Không ai có thể tránh, mà có muốn tránh cũng chẳng được. Cuộc đời con người tưởng dài mà ngắn, bước vài bước chân, thoáng một cái đã đi nửa đời người. Chớp mắt vài cái, nhắm vào, mở ra, đã thấy tuổi xế chiều. Nếu trong cuộc đời này có con cái, cuộc sống của chúng ta sẽ dễ chịu và vui vẻ. Còn không có con thì sẽ gặp tương đối khó khăn hơn. Vậy nên, chúng ta cần có sự chuẩn bị trước cho cuộc sống về già sau này. Chỉ cần có sự chuẩn bị kỹ càng về sức khỏe, tinh thần hay của cải, thì dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta cũng sẽ không thấy cô đơn hay lạc lõng. Đúng là không gì hạnh phúc hơn khi cả hai người cùng đi với nhau đến cuối con đường đời. Có lẽ vì thế mà người ta luôn nói tình yêu tuổi già là thứ tình yêu đáng trân trọng nhất, vì đã trải qua bao sóng gió mà vẫn sánh bước bên nhau. Cho nên về già tốt nhất là có người bạn đời bên cạnh, để khi cô đơn còn có một bờ vai để tựa vào. Khi buồn chán, còn có người để bầu bạn. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, ngay cả người vợ hay người chồng cũng rời bỏ mình mà xa đi trước. Không còn ai bên cạnh chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. Thì ngoài việc chủ động, tự chăm lo bản thân, thì quý vị hãy chọn dựa vào những người sau đây. Bởi đó là chỗ dựa an toàn hơn tất cả. Quý vị hãy cùng theo dõi video để biết đó là những ai nhé. Chỗ dựa thứ nhất, người thân xung quanh. Tuổi xế chiều là quãng thời gian chẳng ai muốn. Lúc này sức khỏe, sự nghiệp đều giảm sút. Chúng ta phải sống cô độc, thường xuyên nghĩ ngợi về những điều đã qua. Dù có tiếc nuối thế nào thì quý vị cũng không thể quay lại được. Bạn đời xa đi rồi, tốt nhất là quý vị nên nhờ người thân xung quanh. Hãy giữ thái độ tích cực, vì dù sao chúng ta vẫn còn may mắn khi có người quan tâm. Nếu không, vào một ngày nào đó, khi gặp chuyện không hay, chỉ còn lại một mình và phải trông cậy vào người thân, lúc này nếu có ai giúp đỡ quý vị thì nhất định hãy cảm ơn họ, quý vị nhé. Chỗ dựa thứ hai, anh chị em. Quý vị ạ, khi còn trẻ, ai ai cũng quan trọng chuyện tiền bạc. Nhưng khi về già, họ mới bắt đầu thấy thấm thía giá trị của tình thân. Có lẽ ở cái tuổi gần đất xa trời, mọi danh vọng hay vật chất chẳng thể sánh bằng một nụ cười hạnh phúc, một cái nắm tay ấm lòng, một cái ôm thật chặt của cháu con. Như câu chuyện của ba cụ bà sau là minh chứng rõ ràng nhất. Dù đã sống qua hai thế kỷ, nhưng cả ba cụ bà là Lê Thị Thoại sinh năm 1909, Lê Thị Mưu sinh năm 1911 và Lê Thị Cơ sinh năm 1917 vẫn còn minh mẫn. Tất cả họ đều đã trên 100 tuổi và hiện đang trú ngụ ở xã Lý Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Cụ Thoại, cụ là người chị trong gia đình cùng cách tuổi xưa nay hiếm, 110 tuổi. Dẫu vậy, cụ Thoại vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh. Thậm chí những lúc con cháu vắng nhà, cụ lại ra vườn để nhặt củi, quét rác, tự múc nước ở giếng để giặt quần áo cho con mình. Những lúc rảnh rỗi, cụ thường dùng chiếc gậy đi lại quanh nhà, trò chuyện cùng mọi người. Con dâu cụ Thoại cho biết, cuộc sống gia đình khá khó khăn, nhưng mẹ chồng vẫn vui vẻ, sống hòa đồng. Cụ rất ít khi đau ốm, và từ khi bà về làm dâu đến nay, gần 50 năm, nhưng chưa thấy cụ phải nằm viện lần nào. Cùng ở trong làng, người em kế cụ Thoại là cụ Mưu, năm nay đã bước qua tuổi 108. Sức khỏe cụ hiện vẫn tốt, ít khi đau ốm vặt. Được biết, năm 1950, chồng cụ Mưu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Từ đó, một mình cụ tần tảo nuôi bốn người con. Sau này, người con cả của cụ hy sinh khi tham gia chiến tranh chống Mỹ. Người con út của cụ cũng bị thương nặng. Cụ Mưu đã được phong tặng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng. Sống cách đó không xa là cụ Lê Thị Mùi, bước qua tuổi 102, nhưng cụ Mùi vẫn rất minh mẫn, lạc quan và vui vẻ.
Những lúc có con cháu hay hàng xóm đến chơi, cụ đều nhận ra. Giống như hai người chị của mình, dù phải chống gậy đi lại, nhưng cụ Mùi vẫn thường xuyên giúp đỡ con cháu làm việc nhà, cho trâu bò ăn cỏ. Hiện tại, cả ba chị em đều sống cùng làng, nhưng vì sức khỏe đi lại khó khăn, nên mỗi năm các cụ chỉ gặp nhau vài lần. Trong những buổi gặp gỡ đó, các cụ quấn quýt trò chuyện, hỏi thăm nhau rất hồn nhiên. Câu chuyện về ba cụ bà thật đặc biệt, nhưng cũng vô cùng ấm áp, phải không các mẹ? Hy vọng phụ nữ khi về già, ai cũng được như các cụ, sống thật lâu trong hạnh phúc, được con cháu yêu thương và chở che, chứ sống thọ mà gia đình cãi vã, tranh giành tài sản thì buồn đau lắm. Thế nhưng quý vị thấy đấy, nếu muốn được như các cụ khi về già, thì bản thân mỗi người phải sống thật tốt, nuôi dạy con cái cho đàng hoàng, phải luôn vui vẻ, lạc quan, chứ đừng ôm sầu, ôm hận. Bởi ai trong đời cũng phải trải qua cực khổ, nhưng biết vươn lên thì sẽ thấy trái ngọt ngay. Mà ngẫm cũng lạ, xưa các ông bà sinh con đàn cháu đống, một tay nuôi 5-7 miệng ăn, chưa kể còn phục vụ gia đình chồng. Nhưng các cụ vẫn làm tròn chữ hiếu và có trách nhiệm với con cháu của mình. Quý vị cứ thử ngẫm mà xem, có phải anh chị em ít nhất cũng đáng tin cậy hơn người ngoài, không có quan hệ huyết thống, trừ khi quý vị đang đạt được mối quan hệ thân tình với người ngoài. Nhưng thường trong giai đoạn cuối của cuộc đời, tin chắc rằng nhiều quý vị sẽ nhận ra rằng ngay cả một người bạn tâm sao cũng khó tìm được. Khi thực sự đến lúc cần giúp đỡ khẩn cấp, chắc hẳn anh chị em trong gia đình sẽ đứng ngồi không yên và họ sẽ có phương án hỗ trợ kịp thời. Vào tuổi xế chiều, cha mẹ cũng đã qua đời. Nếu may mắn còn có anh chị em, thì ít nhất quý vị cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Rốt cuộc thì trên đời mình vẫn còn người ruột thịt, cho dù họ thực sự không thể giúp gì được cho chúng ta về vật chất, thì chỉ cần có thể gặp gỡ, thường xuyên trò chuyện, thì quý vị vẫn có người giải bày tâm sự. Gia đình, bạn bè và anh chị em có thể là chỗ duy nhất mà chúng ta dựa vào khi bước vào tuổi già. Chúng ta không cần phải đặt nặng và suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề trong quá khứ hay cảm giác phiền lụy tới người xung quanh. Bởi vì chúng ta càng nghĩ nhiều thì tổn hại cho bản thân càng lớn. Quan trọng nhất là hãy sống với nhau cho thật tình nghĩa. Càng là anh chị em thì càng phải bảo vệ và thương yêu. Để đến cuối đời vẫn có những buổi họp mặt đầm ấm tiếng cười, tám chuyện rôm rả, vuốt tóc và nắm tay nhau để nói rằng mình vẫn đang hạnh phúc, quý vị nhé. Và chỗ dựa vững chắc nhất đó là bản thân mình. Đã bao giờ quý vị tự hỏi mình rằng người có thể đi cùng bản thân ta lâu nhất là ai? Nhiều người nghĩ đó không phải bố mẹ, bạn thân mà chính là vợ. Thế nhưng, sự thật ngay cả người bạn đời cũng sẽ không đi lâu nhất với chúng ta, mà người đó chính là bản thân mình, quý vị ạ. Trên đời này, chẳng có ai có thể đi cùng chúng ta mãi mãi, chỉ có chính mình mới có thể đi cùng mình cả đời mà thôi. Cha mẹ chính là những người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Có cho chúng ta cuộc sống, nuôi dạy chúng ta thành người, nhưng họ không thể đi cùng ta hết đời. Bạn đời là người gần gũi nhất trong cuộc sống. Họ sống với chúng ta, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, nhưng họ cũng chẳng thể ở bên cạnh chúng ta mãi mãi được. Chỉ bản thân chúng ta mới có thể đi cùng mình đến hết đời. Bất kể khi nào và ở đâu, chúng ta đều có thể vượt qua khó khăn cùng nhau. Thông qua những nỗ lực và sự đấu tranh của chính mình, thì chúng ta có thể thực hiện mơ ước và cả mục tiêu. Quý vị ạ, cuộc đời này ngắn ngủi, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều xứng đáng được trân trọng và gìn giữ. Không phải ai khác mà chính chúng ta là người xác định phương hướng cho chính mình. Thế nên hãy trân trọng bản thân mình, chăm sóc cho mình thật tốt và dành cho bản thân sự quan tâm chăm sóc tốt nhất. Dù ở độ tuổi nào cũng hãy chăm sóc cho bản thân mình tốt nhất, tận hưởng cuộc sống tốt đẹp này. Quý vị hãy nhớ rằng, vận mệnh của quý vị sẽ nằm trong chính tay của quý vị. Người đi cùng quý vị lâu nhất trong cuộc đời này không phải cha mẹ, bạn đời, mà chính là mình.
chỉ có mình mới có thể đi cùng mình cả đời và mang lại cho mình cảm giác an toàn nhất. Chỉ có quý vị mới có thể đi cùng mình cả đời và mang lại cho mình cảm giác an toàn, hạnh phúc thật sự mà thôi, quý vị nhé. Quý vị thân mến, ai rồi cũng sẽ phải già đi. Đây là quy luật tự nhiên của đời người, không ai có thể cưỡng lại. Sau khi về già, không chỉ tuổi tác thay đổi mà tâm trạng cũng thay đổi. Nhìn lại cuộc đời mình sẽ có nhiều điều tiếc nuối muốn bù đắp. Khi về già có nhiều thời gian hơn, sẽ muốn gặp lại những người bạn đã lâu không gặp. Nếu một người đủ tỉnh táo để có thể kiểm soát phần còn lại của cuộc đời mình, người đó sẽ tự nhiên sống một cuộc sống hạnh phúc và vô tư. Người đó có thể vượt qua khó khăn. Vậy nên khi về già, bất luận bạn giàu có hay không, trước đó mối quan hệ tốt đẹp đến mấy thì quý vị cũng không nên gặp ba kiểu người sau đây. Nếu không sẽ phải trả giá đắt. Đó là ba người nào? Vì sao chúng ta không nên gặp lại họ? Ngẫm sự đời mời quý vị cùng theo dõi trong phần sau của video nhé. Người thứ nhất, đừng gặp người khác giới đã từng thổi bùng lên tình yêu của mình. Cuộc đời cứ xoay vần, trong góc ký ức của một số người luôn có một câu chuyện không thể hoàn thành về mối duyên phận với một người đồng hành cùng ta trên một đoạn đường nào đó. Một người khi về già, khi nghĩ lại vẫn thấy tiếc nuối và chạnh lòng. Có thể trong quá khứ, quý vị đã từng yêu say đắm ai đó, người ấy luôn có một vị trí không thể xóa nhòa trong trái tim của mình. Có thể đối phương thỉnh thoảng lèn vào giấc mộng của quý vị, nhưng sự thật phũ phàng là người khiến quý vị ấn tượng ngày ấy bây giờ đã bỏ rơi quý vị hoặc không còn là người tốt nữa. Đối với những người đã có gia đình và con cái, dù chợt nảy ra ý nghĩ gì thì cũng nên kiềm chế, bởi khi còn trẻ, quý vị đã có thể từng yêu thật lòng. Nhưng bây giờ, nghĩ đến người ấy chỉ là nhớ nhung năm tháng thanh xuân ban đầu, sẽ cảm thấy luyến tiếc. Nhưng đó không còn là tình yêu nữa, mà chỉ là chút hoài niệm, dù chấp nhận hay không. Đó cũng là sự thật, quý vị ạ. Chúng ta chẳng thể nào thay đổi được sự thật ấy. Hãy nhớ rằng chúng ta đã già, xin đừng coi một niệm thoáng chốc là quý trong đời. Bởi vì trên thực tế, có rất nhiều người yêu cũ sau khi tái hợp thì không hề có một tình yêu động trời nào nữa, mà chỉ toàn là lừa dối và lợi dụng nhau. Hơn nữa, nếu chỉ vì một niệm đó mà quý vị đánh mất đi hạnh phúc hiện tại của mình thì thật sự không xứng đáng chút nào. Cái giá chi trả là quá đắt. Vì vậy, hãy là một người tỉnh táo, chôn chặt tình cảm đó vào sâu trong lòng, che chở cho người bạn đời và những đứa con của mình. Đó mới là sự trọn vẹn trong trái tim. Người thứ hai, đừng gặp người từng có mối quan hệ không tốt với mình. Người ta thường nói khi gặp lại nhau sẽ mỉm cười, xóa tan mọi ân oán hận thù. Trên đời này quả thực có ngàn vạn câu chuyện. Có người cho rằng sau khi về già, ân oán có thể được giải quyết. Hai người từng có mối quan hệ không tốt khi gặp lại sẽ mỉm cười rũ bỏ ân oán. Nhưng đây chỉ là một sự kiện xác suất rất nhỏ. Cuộc đời mà, đâu phải phim mà mình có thể mộng tưởng háo huyền được đây. Đôi khi, thời gian không thể dập tắt ngọn lửa hận thù và cắt đứt gốc rễ của lòng ghen tị. Ngược lại, nó sẽ làm cho sự chán ghét và tức giận trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, nếu quý vị gặp lại người có mối quan hệ không tốt, tâm trạng quý vị sẽ khá phức tạp. Nếu buổi gặp mặt lại nói chuyện cũ, nếu lại xảy ra tranh chấp, sẽ khiến tinh thần bị kích động. Điều này không tốt cho sức khỏe cũng như tinh thần. Ai trong chúng ta không từng có vài lần lạc lối, thậm chí đã từng coi người đó là kẻ thù trong cuộc sống. Những người này đã thêm màu sắc và làm phong phú cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng chỉ có vậy thôi, bởi không phải xung đột nào cũng có thể giải quyết được, không phải ai cũng có thể bắt tay làm hòa. Đừng tưởng rằng mình đã đủ lớn để hát thật to và cười về sự bốc đồng cố chấp của mình khi còn trẻ. Đúng là những người có thể buông bỏ quá khứ thường là người có tấm lòng rộng rãi. Người như vậy trên đời thực sự không nhiều. Vì vậy, đừng dại dột mà tìm đến người đã từng có quan hệ không tốt với mình để hỏi cho ra nhẽ.
Nếu thực sự thấy xấu hổ với đối phương thì có thể âm thầm giúp đỡ. Tốt nhất không nên gặp nhau và nên dành tuổi già của mình trong hòa bình mới là sự lựa chọn tốt nhất, quý vị ạ. Người thứ ba, cố gắng không gặp những người bạn cũ có hoàn cảnh tệ hơn mình nhiều. Giữa hai người thân thiết với nhau đến mấy, thì dù già hay trẻ, tâm so bì và đố kỵ vẫn còn. Mọi người thường mất mặt trước những người mạnh mẽ hơn mình và cảm thấy xấu hổ. Nếu quý vị may mắn được sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, nó có thể chỉ phản ánh sự suy sụp và thất vọng của người khác mà thôi. Quý vị cho rằng mình có vẻ cao thượng và ngây thơ, nhưng gặp lại những người bạn cũ kém cỏi hơn mình rất nhiều, bản thân nó đã là một cuộc phiêu lưu. Quý vị không thể phán đoán đối phương có tâm tư gì và họ có kế hoạch gì cho mình. Trong trường hợp bên kia nhờ quý vị một thứ gì đó và mượn tiền của quý vị, thì quý vị nghĩ là mình có cho mượn hay không? Một mối quan hệ thực sự bền vững và bình yên thường là ngang nhau mà không cần so sánh. Một khi có sự tương phản và khoảng cách mạnh mẽ, mối quan hệ giữa mọi người sẽ không dễ duy trì. Vì vậy, nếu quý vị muốn giúp đỡ đối phương, hãy làm điều đó một cách đàng hoàng, đừng làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Người thứ tư, kẻ có thù với mình. Quý vị ạ, tất cả chúng ta đều có người thân, bạn bè, và chúng ta cũng có những kẻ thù không đội trời chung. Khi còn trẻ, chúng ta có thể luôn ghi nhớ mối hận của mình, bởi vì chúng ta còn trẻ. Nhưng khi về già, chúng ta hãy quên đi những người có thù với mình. Suy cho cùng, về già chúng ta không cần nghĩ đến những điều không vui, vì những điều đó không đáng và không cần thiết. Người thứ năm, kẻ khinh thường mình. Chúng ta gặp đủ loại người khi chúng ta còn trẻ. Có những người đối xử tốt với chúng ta và những người khinh thường chúng ta. Trên đời này có rất ít người thực sự thấu hiểu, quan tâm và đối tốt với quý vị. Khi già đi, quý vị cũng chớ nên gặp lại người từng khinh thường mình. Bởi vì nếu gặp lại, có thể chính quý vị đang tự mình nung nấu ý định trả thù họ. Việc làm hại người khác chẳng tốt cho ai cả. Nếu không thể trả thù họ, quý vị cũng sẽ đau khổ vì nghĩ rằng người ta từng khinh thường mình. Điều này sẽ khiến quý vị cảm thấy phiền muộn hơn. Quý vị cần biết rằng trên đời này muốn nhẹ nhõm thì phải buông bỏ. Có buông bỏ thì bản thân mình mới có thể thực sự hạnh phúc. Và cuối cùng, người lan tỏa năng lượng tiêu cực. Cuộc sống thời trẻ có lẽ chẳng mấy thuận buồm xuôi gió. Hiện tại khấm khá hơn một chút để tận hưởng tuổi già. Nhưng mọi thứ sẽ nhuốm màu đen tối nếu xung quanh quý vị luôn có những người hay than vãn và nói điều tiêu cực. Đương nhiên, con người không thể tránh những lúc cảm xúc tiêu cực trỗi dậy. Nhưng nếu để tình trạng này thành thói quen, thì nó đã là vấn đề đáng lưu tâm. Về già, sức khỏe không còn đảm bảo. Sau đó, hãy cố sống một cách lạc quan và tích cực nhất. Người ta thường nói vui rằng, một lời than vãn, một tiếng thở dài có hại bằng 5 điếu thuốc. Muốn sở hữu sự an yên khi về hưu, hãy ngưng kết bạn với người mang năng lượng tiêu cực quá lớn. Đó cũng là bí quyết để sống trường thọ. Sau khi già đi và có nhiều thời gian hơn, hầu hết mọi người sẽ sắp xếp rất nhiều hoạt động xã hội cho mình. Nhưng trên thực tế, điều mà mọi người nên làm nhất khi về già là phép trừ chứ không phải phép cộng. Làm cho cuộc sống của bản thân đơn giản hơn, không gặp những người không nên gặp, không làm những điều mà mình không nên làm, sống đơn giản và yên tĩnh. Đó là trạng thái sống tốt nhất trong những năm cuối đời, quý vị đấy ạ. Quý vị thân mến, cái tài của người hiền ẩn trong hạt ngọc không dễ dàng để người khác hiểu được. Ranh giới giữa người thông minh thật sự và người giả vờ thông minh cũng nằm ở đây. Một bên muốn che giấu và một bên muốn khoe ra, quý vị ạ. Người thông minh, khôn ngoan thường sẽ ít bộc lộ ra bên ngoài. Họ sẽ tìm cách ẩn mình và từ từ làm nên thành công cho chính mình, quý vị ạ. Vậy người thông minh thường biểu hiện như thế nào? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời tìm hiểu ở phần sau của video nhé. Biểu hiện thứ nhất,
Một người thực sự thông minh là người biết cách che giấu khả năng của mình khi làm mọi việc. Có một lời khuyên cuộc sống đơn giản như sau: hãy giữ 30% cảm giác thần bí về con người mình. Đừng bao giờ thể hiện 100% bản thân mình với người khác. Tất nhiên, đây không phải là bảo chúng ta dùng chiêu trò, tiểu xảo, mà là như thế sẽ khiến người khác tò mò với những năng lực bạn chưa thể hiện ra. Câu chuyện mà Ngấm Sự Đời kể bây giờ sẽ minh chứng cho quý vị thấy điều này là đúng đấy ạ. Tư Mã Ý là nhà chính trị quân sự đại thần của Tào Ngụy, đồng thời chính là người đặt nền móng vững chắc cho việc thành lập nhà Tấn, thay thế cho nhà Tào Ngụy và thống nhất Tam Quốc sau này. Ông còn được coi là kỳ phùng địch thủ của Gia Cát Lượng, thừa tướng của Thục Hán. Tư Mã Ý cả đời cẩn trọng, nhẫn để làm nên nghiệp lớn, tạo nền móng vững chắc cho con cháu, tạo dựng cơ đồ sau này. Sau cùng, ông qua đời vào năm 251, hưởng thọ 73 tuổi. Cuộc đời của Tư Mã Ý có thể khẳng định là một cuộc đời thành công. Ngụy Thục Ngô ba nhà, Tào Tháo Lưu Bị Tôn Quyền, ba vị đại hiệp tranh giành thiên hạ với nhau cả nửa cuộc đời. Cuối cùng cả Giang Sơn khổng lồ lại rơi vào tay gia tộc Tư Mã. Làm nên được điều đó tất nhiên có may mắn, nhưng đồng thời cũng có thực lực. Và Tư Mã Ý lại chính là con sói đầu đàn của gia tộc Tư Mã. Vào thời khắc quan trọng còn chưa đến thì họ sẽ không tùy tiện sử dụng trí thông minh của mình. Rất nhiều người thích tâm kế, luôn thể hiện chút tiểu thông minh, khôn vặt, không quản điều đó là có cần thiết hay không. Vào mọi thời khắc, ở mọi việc đều thể hiện trí thông minh của mình. Điều này không chỉ đối với thành công là vô ích mà còn dễ chiêu mời tai họa, quý vị ạ. Thế cho nên, cách tốt nhất là quý vị hãy biết cách che giấu trí thông minh của mình, và khi cần thiết sẽ chỉ bộc lộ bản thân vừa phải. Đây là đạo lý đầu tiên mà câu thành ngữ thâm tàng bất lộ nói với chúng ta. Thâm tàng bất lộ là những lời mà chỉ những người rất có khả năng mới đủ tư cách để nói ra. Nếu một người chẳng có năng lực gì thì cái để bộc lộ ra cũng chẳng có bao nhiêu, nói chi đến việc che giấu. Vì vậy, trước khi che giấu khả năng, hãy nghĩ xem bạn đã đủ thâm sâu hay chưa. Thời Tam Quốc nổi tiếng với kết cục bi thảm của tài tử Dương Tu, cũng có rất nhiều cách thuyết minh về vấn đề này. Người đời sau cũng có bài thơ rằng: thân tử nhân tài ngộ, phi quan dục thối binh. Ý nói cái chết của Dương Tu là bởi vì sự thông minh của ông gây ra, chính điều mà người ta gọi là thông minh bị thông minh hại. Sự thông minh của Dương Tu đối với người đại trí tuệ mà nói chỉ là chút khôn vặt đại ngu xuẩn. Điển cố Hàn Tín chịu nhục chui háng cũng là thể hiện đại trí giả ngu. Nếu khi ấy Hàn Tín lấy đầu kẻ phô lại bằng thanh bảo kiếm của mình, ông sẽ không phải chịu nỗi nhục chui dưới háng của hắn. Nhưng ông đã nhẫn chịu nỗi nhục này để tránh lấy đi một mạng người. Hàn Tín có thể chui dưới hai chân của kẻ vô lại, không phải hèn nhát, cũng không phải ngu ngốc. Đó là biểu hiện cao thượng của tâm đại nhẫn và đại trí. Sau này, Hàn Tín trở thành đại tướng quân của Hán Cao Tổ Lưu Bang và giúp ông sáng lập triều Hán. Công lao vĩ đại của Hàn Tín đối với triều Hán đã chứng minh ông là một bậc đại trí. Nếu chưa đủ sâu, quý vị hãy thành thật là một người ngốc, nhìn xa trông rộng. Đừng giả vờ thông thái chỉ vì chút hư vinh trước mắt. Đừng vì hoàn cảnh hiện tại mà biên ra lời dối trá. Bởi vì một lời nói dối sẽ khiến bạn phải dùng cả ngàn lời nói dối khác để lấp vào. Hãy bình tĩnh, lập kế hoạch nhân sinh cho mình và dần nâng cao năng lực của bản thân. Đây là đạo lý thứ hai mà câu thành ngữ thâm tàng bất lộ nói với chúng ta, cũng là thế đấy, quý vị ạ. Biểu hiện thứ hai, một người thực sự thông minh biết cách giấu 70% về bản thân mình khi giao tiếp. Ernest Hemingway có nói: chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất 60 năm để học cách im lặng. Dẫu biết là thế, nhưng không phải ai cũng thực hiện được điều này, phải không quý vị?
nhiều khi hết lời để nói rồi thì cũng mất hết hứng thú và ý nghĩa. Người khôn ngoan biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Đầu tiên là người không ngoan không thể nói dối. Có câu, người thông minh không làm chuyện mờ ám, người thật thà không nói lời dối trá. Quý vị có biết vì người thông minh sẽ không nói dối, bởi vì họ biết rằng nếu nói dối sẽ phải dùng thêm những lời nói dối khác để bù đắp. Như thế sẽ chỉ càng khiến họ ngày càng lún sâu vào vũng lầy của sự dối trá. Thứ hai là đừng nói phóng đại. Người nói phóng đại thường có lòng ham hư vinh, thích thể hiện, khoe khoang và không thực tế. Trong bụng toàn rơm rạ mà học đòi buông lời vàng ngọc, kết quả là chỉ biết làm mình xấu mặt trước người khác. Khi người thông minh thực sự quyết tâm làm một việc gì đó, người đó sẽ không bao giờ khua môi múa mép nói cho người khác biết, mà họ sẽ chỉ âm thầm nỗ lực, âm thầm làm việc. Bởi vì họ hiểu rằng thay vì nói luyên thuyên khắp nơi thì dành thời gian đó vào việc nỗ lực. Thứ ba, đó là đừng nói những lời vô tâm. Nhiều khi biết nhưng không nói chính là thể hiện nét quyến rũ của nhân cách. Ôn hòa và lặng lẽ, giả vờ ngốc là cách tự tu dưỡng tốt nhất. Quý vị quan sát sẽ thấy phàm là người thông minh giữ thái độ nhường nhịn trong cách sống lẫn cách đối nhân xử thế. Họ sẵn sàng giả ngốc đúng lúc để thỏa mãn lòng tự tôn và tính ham hư vinh trong tính cách của người khác vì bảo vệ những mối quan hệ sau này. Lời ít ý nhiều quý hơn vàng ngọc. Lời nói của quý vị nên giống như những vì sao trong đêm tối, mà không phải như tiếng pháo trong đêm giao thừa, vì đâu có ai quý báu tiếng pháo kéo dài suốt đêm. Biểu hiện thứ ba, một người thông minh thực sự biết cách che giấu sự kiêu ngạo của mình trong cuộc sống. Tăng Quốc Viên đã từng gửi một bức thư cho em trai mình là Tăng Quốc Thuyên khi ông lập chiến công lừng lẫy trong quân đội. Trong thư có kèm theo một bài thơ khuyên răn em trai mình cách làm người. Tà liệt trung minh hữu báng thư, nhân gian tùy sở hữu thừa trừ, đê đầu nhất bái đổ dương thuyết, vạn sự phủ vân quá thái hư. Đây là để cảnh cáo em trai không được kiêu căng ngạo mạn. Người càng có công cao càng phải học cách khiêm tốn. Cậy tài, cậy thế, kiêu ngạo, khoe khoang chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa. Có câu, cây cao hơn rừng, ắt bị gió đốn. Gò cát cao hơn bờ, sẽ bị sóng vỗ bằng. Những người tài năng không bao giờ thiếu sự thông minh cơ trí. Điều duy nhất khiến họ thất bại chính là sự kiêu ngạo. Một khi kiêu ngạo sẽ trở nên tự phụ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác và từng bước đẩy mình vào cảnh bị cô lập, khó có thể bứt ra được. Lùi một bước biển rộng trời cao, lúa càng chín càng cúi thấp đầu. Những người thực sự khôn ngoan là những người biết khiêm tốn điệu thấp. Đa số họ đều sống giản dị, trí công vô tư, bởi họ biết rất rõ rằng trên đời chẳng có gì đáng để khoe khoang cả, và cũng không có gì có thể cho ta dựa dẫm cả đời. Khiêm nhường và biết che giấu là cách sống khôn ngoan nhất. Người khiêm tốn nói ít làm nhiều mới có thể thành đại sự. Quý vị hãy nhớ rằng người thông minh, khôn ngoan thực sự sẽ luôn biết cách ẩn mình trong mọi hoàn cảnh. Không phải họ hèn nhát mà bởi đó là sự lựa chọn tốt nhất. Ở phương Tây có một cách nói, người Pháp giấu sự thông minh ở bên trong, người Tây Ban Nha thể hiện sự thông minh ra bên ngoài. Kiểu người trước là thông minh thực sự, kiểu người sau là giả thông minh. Điều mà người đại trí tuệ có thể làm được chính là trong lòng biết rõ mà không thể hiện ra bên ngoài, tuyệt không thể hiện ra mình thông minh hơn người khác. Cho nên cổ nhân mới nói, sái tiểu thông minh nhân, đô bất thị chân chính đích trí giả. Người thích thể hiện cái khôn của mình, thể hiện mình thông minh thì đều không phải là người thực sự có trí tuệ. Quý vị thân mến, theo quý vị thì trên đời này thứ gì là khó có được nhất? Liệu đó có phải là tiền không? Là tình không? Là danh không? Là sức khỏe không? Hay là một điều gì khác? Thực ra, mỗi người sẽ có đáp án khác nhau tùy theo những nhu cầu, những mong muốn của người đó. Thế nhưng, tựu chung lại,
điều mà tất cả chúng ta muốn hướng đến trong cuộc đời vẫn là vui vẻ và hạnh phúc, đúng không ạ? Trong video ngày hôm nay, Ngẫm Sự Đời sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện để quý vị thấy điều khó có được nhất trên đời này kỳ thực là gì quý vị nhé. Quý vị nhất định phải xem đến hết video này đấy. Mời quý vị cùng theo dõi. Chuyện kể rằng có ba vị tỳ kheo đã cùng thảo luận về vấn đề này như sau. Vị tỳ kheo thứ nhất nói, trên đời khó được nhất là có mãi tuổi thanh xuân, khỏe mạnh và trường thọ. Một người dù có gia tài của cải tiền tỷ, nhưng khi bệnh tật già nua tới cũng không thụ hưởng được những niềm vui của đời. Vị tỳ kheo thứ hai nói, trên đời điều khó được nhất là có người bạn tri kỷ, có thể cùng nhau chia sẻ hoạn nạn. Một người dù cho quyền cao chức trọng đến đâu, nếu không có lấy một người bạn can đảm tương chiếu, chỉ quạnh hiu cô đơn, chẳng khác nào đóa hoa mà mất đi hương thơm, không có ong bướm vòng quanh. Còn vị tỳ kheo thứ ba nói, tôi nhận thấy thứ khó được nhất là họ hàng quyến thuộc, hòa hợp, mỹ mãn. Nếu một người có thân thể khỏe mạnh, có bạn tốt tri kỷ, nhưng họ hàng quyến thuộc tranh đấu bất hòa, thì có ích gì? Cuộc sống mỗi ngày giống như ở địa ngục trần gian, muốn thoát ra mà không biết đến khi nào. Quý vị thấy đáp án của vị tỳ kheo nào là đúng nhất ạ? Phật Đà khi mà nghe ba vị tỳ kheo luận nghị xong, liền quyết định triệu tập đại chúng. Lúc này tiết trời đang độ mùa thu, gió thu nhẹ nhẹ thổi, cỏ cây xanh tươi khoáng dã, không khí thanh thoát, sảng khoái lòng người. Phật Đà nói với các chư vị tỳ kheo, trên thế gian này, thứ gì là khó được nhất? Không phải là khỏe mạnh trường thọ, không phải bạn bè tri âm, cũng chẳng phải thân quyến hòa hợp. Ta kể một câu chuyện cho các vị nghe. Trong Đại Trung Hải, có một con rùa mù, mệnh thọ của nó vô lượng kiếp số. Trải qua thiên bách, ức thương, hải tang điền, trăm ngàn năm bãi bể nương sâu. Bình thường, nó lặn sâu nghìn trượng, tận dưới lòng đại dương, trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần. Lại có một cây gỗ nổi trên mặt nước, bên trong có một cái lỗ hổng, theo gió và sóng biển mà trôi dạt. Rùa mù trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần, để gặp được cây gỗ nổi thì đã là kỳ tích, huống hồ hôm nay lại gặp đúng cây gỗ có lỗ hổng, chở nó vào bờ. Rùa mù gặp gỗ sống hơn cả cơ hội ngàn vạn năm có một, nhưng đối với sinh mệnh phàm phu phiêu bạt nổi trôi trong biển ngũ đạo luân hồi mà nói, muốn có được thân nhân còn khó hơn rùa mù được vào bờ cả vạn lần. Đức Phật rúng lấy một nắm đất trên mặt đất, mở bàn tay ra, nói với các tỳ kheo, chúng sinh được thân người như đất trên lòng bàn tay ta, chúng sinh chẳng được thân người như đất trên khắp đại địa cầu. Cái gì khó được nhất chính là thân người khó được nhất đấy. Một khi đã mất thân này, vạn kiếp khó có lại được. Đây không phải chỉ là lời dạy của kinh Phật cổ xưa, mà còn là nhận thức không thể thiếu trong cuộc sống của sinh mệnh chúng ta, giúp chúng ta quý tiếc thân người này và trân trọng nhân duyên đương tại. Cái gì khó được, thân người khó được nhất. Con người là anh linh của vạn vật, cũng chỉ có người có thể tu luyện, có thể tu thành Phật, tu thành đạo, cho nên cần trân quý cơ duyên này. Xét cho cùng thì sống ở đời này, danh lợi là không mang theo đi được. Chúng ta đi đến cõi đời này với hai bàn tay trắng, khi rời khỏi nơi đây cũng là hai tay trắng. Vậy mà còn mê lạc trong thế gian, vì danh vì lợi mà theo đuổi đến cùng, lại càng tạo thêm nhiều nghiệp lực tội lỗi, thiện ác tất có báo ứng. Đó là đạo lý của trời. Cứ như vậy càng khiến cho đời sau thêm nhiều khổ nạn. Thế nên nhất định hãy trân trọng hiện tại, tuân theo chính pháp, phản bổn quy chân mới là mục đích chân chính để làm người của chúng ta. Kỳ thực điều này ai cũng hiểu, ai cũng thấu. Thế nhưng mấy ai có thể sống được đúng như thế, quý vị nhỉ? Quý vị thấy đấy, trong cuộc sống vẫn có rất nhiều người tham lam, không biết điểm dừng, cũng chẳng biết thế nào là đủ, lúc nào cũng mải mê theo đuổi cái gọi là danh lợi, hư vinh. Để rồi đến cuối cùng, cái muốn thì chẳng có được,
mà có được thì phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Ngẫm sự đời có nhớ là mình từng đọc ở đâu đó, nói về cách dùng lợi danh để nhìn rõ một người. Bậc quân sư Lỗi Lạc Gia Cát Lượng có quan điểm thế này: lợi danh bày trước mắt sẽ khiến con người bộc lộ rõ bản chất. Trước cơ hội có được một món lợi lớn, cách phản ứng sẽ nói lên bản chất thực sự của mỗi người. Người thanh liêm có lòng tự trọng cao, họ biết người biết ta, làm việc công tư phân minh, cẩn trọng. Ngược lại, những người để đắm mê danh lợi che mờ lý trí và bỏ qua mọi điều khác để đạt được lợi ích cá nhân. Gia Cát Lượng cho rằng, một người liêm khiết thường có những đặc điểm như luôn luôn trung thành, làm việc liêm chính, vô tư, thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng, chú trọng tiết kiệm, không dám giàu sang, không mê tửu sắc, tự ghép mình vào kỷ luật. Trong Ngụ Ngôn Hy Lạp cũng có một câu chuyện kể rằng, xa xưa, một vị quân vương nuôi vài con khỉ trong nhà. Vị quân vương luyện cho lũ khỉ cách nhảy múa và cho chúng mặc những bộ quần áo tuyệt đẹp, đeo cho chúng những chiếc mặt nạ hình mặt người. Một ngày kia, vị quân vương tổ chức yến tiệc và bắt bọn khỉ nhảy múa cho các triều thần thưởng thức, diễn xuất điêu luyện giống như các mỹ nữ của lũ khỉ, khiến ai cũng phải khen ngợi. Nhưng trong số các triều thần, một vị đã cố ý làm rơi một trái chuối trên sàn nhà. Ngay lập tức, những con khỉ đã tháo bỏ lớp mặt nạ, lao vào để tranh nhau trái chuối. Kết quả là cuộc trình diễn được dàn dựng tinh vi của lũ khỉ đã trở thành trò chế giễu cho mọi người. Rõ ràng, khỉ vẫn mãi là khỉ. Dù có đeo mặt nạ, mặc trang phục và bắt chước động tác của người, chúng vẫn không thể che giấu bản chất thực sự. Quý vị thấy đấy, hàng ngày chúng ta cũng phải đeo những chiếc mặt nạ để đóng các vai diễn trên sân khấu cuộc đời. Những kẻ tiểu nhân đeo mặt nạ sẽ khiến người khác tưởng nhầm là quân tử. Kẻ ác đeo mặt nạ đóng vai người lương thiện. Kẻ ham lợi danh giả vờ là người liêm chính khiến người khác mất cảnh giác. Những chiếc mặt nạ khiến cho chúng ta không thể đánh giá đúng và phòng bị đối phương trong nhiều tình huống. Sống trong một xã hội như thế, đã khi nào quý vị cảm thấy mất niềm tin hay thậm chí muốn buông xuôi, đánh mất chính mình hay chưa? Nhưng quý vị ơi, cho dù cải trang thế nào, khi đứng trước lợi lộc, gặp phải những thứ trong lòng yêu thích, bản chất thực sự của con người sẽ biểu hiện ra một cách vô thức. Kẻ háo sắc dù có tỏ ra đàng hoàng, tử tế, nhưng trước người đẹp cũng khó che giấu bản chất thật qua ánh mắt cử chỉ. Người hám lợi danh sẽ khó lòng giữ được phong thái đạo mạo khi những lợi lộc bày ra trước mắt, quý vị ạ. Áp dụng trong các tình huống thực tế của cuộc sống, những ham muốn, sở thích thực sự của một người sẽ khiến anh ta quên đi vai diễn của mình, mà lộ rõ bộ mặt thật. Từ cách phản ứng của một người trước lợi danh, quý vị hoàn toàn có thể đánh giá bản chất thực sự của anh ta và có cách ứng xử thích hợp. Thử hỏi, con người ta suốt một đời lao tâm khổ tứ, rốt cuộc vì điều gì? Nỗ lực để có tiền tài, những mong cuộc sống sung túc dễ dàng hơn một chút, nhưng chua xót thay, tiền bạc có thể làm méo mó tâm thái con người, dục vọng có thể chi phối con người đến mức hủy hoại chính mình. Đức Phật dạy rằng, tiền bạc thế gian là con rắn độc đáng sợ. Quả đúng như vậy đấy quý vị ạ. Đối diện với tiền tài, cần phải dè chừng, cẩn trọng. Càng có nhiều tiền, càng nên xem nhẹ. Biết chừng mực là then chốt của nhân sinh. Chẳng thế mà cổ nhân đã đúc kết, người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Đó là lời giáo huấn có ý nghĩa xuyên suốt mọi thời đại. Hy vọng rằng mỗi người chúng ta đều biết cách điều chỉnh bản thân, biết đúng biết sai, biết kiềm chế dục vọng của bản thân để không phạm phải những sai lầm đáng tiếc trong cuộc sống này, quý vị nhé. Video ngày hôm nay của Ngẫm Sự Đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó,
Ngấm Sửa Đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.